theo bạn đâu là người cha độc ác nhất trong One Piece? Nếu bạn chọn Zack thì hãy nhấn like. Ông ấy luôn đối xử tàn nhẫn với Sanji và còn xua đuổi cậu ấy ra khỏi vương quốc Zerma nữa. Nếu bạn chọn Kaido thì hãy bấm đăng ký nhé. Khi nghe Yamato nói muốn trở thành Oden, lão ta đã đánh đập con trai mình không thương tiếc. Nếu bạn chọn Morgan thì chia sẻ. Hắn ta dám bắt con trai mình làm con tin để chạy trốn, đúng là độc ác quá mà.